Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu Việt Nam EVFTA có hiệu lực sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có không ít những thách thức về mọi mặt, trong đó luật thương mại là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm. Tại buổi hội thảo với chủ đề Thương mại quốc tế theo Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu Việt Nam trong đại dịch COVID-19 tìm cơ hội trong nghịch cảnh, các đại biểu cho rằng ngoài việc chú ý tới chất lượng hàng hóa, truy xuất nguồn gốc thì luật thương mại, tranh chấp thương mại cũng là một trong những vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp cần quan tâm. Đôi khi trong hợp đồng không phải là quy định bắt buộc của nhà nước, nhưng trong hợp đồng do những cái nhu cầu của thị trường và nói chung là văn hóa tiêu dùng của dân EU là tương đối cao, cho nên đằng sau những sản phẩm, những cái dịch vụ đó là có câu chuyện của về sản phẩm đó, dịch vụ đó, thì họ thường cụ thể hóa trong những cái tiêu chuẩn của hợp đồng. Mà người Việt Nam mình thì có một cái đặc điểm là thường là ít khi chú ý đến đấy, hoặc là có chú ý đến nhưng mà đầu tư mà làm đắt quá thì không làm, cho nên dễ sinh là cái câu chuyện là tranh chấp từ hợp đồng nó phát sinh, thì đấy là tỷ lệ mà tranh chấp hợp đồng phát sinh cũng có thể cao, và điều đó có thể gây ra cái sự cái việc là làm cho cái câu chuyện là hình ảnh các cái sản phẩm và dịch vụ Việt Nam có thể bị thương tổn trên thị trường EU, thì từ một vài doanh nghiệp có thể dẫn đến cái rủi ro cho cả một cái ngành hàng. Khi các doanh nghiệp Việt Nam muốn vào thị trường các nước châu Âu thì các bạn phải tìm hiểu kỹ về những yêu cầu xuất khẩu hàng hóa, những vấn đề liên quan đến luật thương mại. Đây là những vấn đề vô cùng cần thiết. Khi doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường EU mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, việc tìm hiểu các thông lệ của thị trường là vấn đề rất quan trọng. Doanh nghiệp cần phải hiểu biết để phòng ngừa các rủi ro pháp lý trong hoạt động thương mại quốc tế. Thị trường các quốc gia Liên minh châu Âu là thị trường thương mại hàng hóa đã được hình thành lâu đời, với nhiều thói quen tập quán thương mại hàng trăm năm, thậm chí trở thành các chuẩn mực thương mại một số ngành nghề như thông lệ khi thỏa thuận về việc giao nhận ngoại thương, sử dụng luật khi đàm phán soạn thảo hợp đồng hay sử dụng các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn như trọng tài hay hòa giải cho các tranh chấp thương mại quốc tế.